Hello, mình chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoàn Thái Bình nha. Mình chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hôm nay thì mình đi vào rừng đào mang mọi người nha. Bây giờ thì mình cũng đã vào được trong rừng mang rồi. Mùa này thì măng đắng mọc khá là nhiều. Mình sẽ đi tìm và đào mang mọi người nha. Măng thì mọc khắp nơi chỗ này mọi người nha. Nhưng mà phải tìm mới có mọi người ạ. Ui, đây một cây nữa mọi người. Vừa mới vào mà đã tìm được cây khá to này mọi người ơi. Đây, thì mình sẽ bẻ luôn nhá. Bởi vì cây này mọc khá cao nên không cần đào mọi người ạ. Đây. Đây có một cây nữa. Nhưng mà cây này thì cao với lại già rồi nên mình không bẻ nhá. Mình sẽ đi lên trên mấy chỗ này để đi tìm một cây măng nào là to hơn với lại non hơn mọi người ạ. Mình đã tìm thêm một cây mọi người nhá. Cây này thì vừa mới mọc thôi. Nên là mình sẽ đào mọi người nhá. Như cây này mới là cây non mọi người nha. Cây này thì ăn rất là ngon luôn. Nhưng mà cũng đắn lắm mọi người ạ. Ui cây này khá to này mọi người. Này thì hơi nhỏ tí mà không sao, ăn được mọi người ạ. Đây, này đến giờ thì cũng đào được khá nhiều mọi người ơi. Nhưng cây này là to này mọi người. Đấy, một cây cao này rất là to luôn. Nhưng mà cũng rất là nhiều lông hơn mọi người ạ. Đây là mấy cái quả sung rất mọi người nhá. Chỗ bình thì theo bình gọi thế không biết chỗ mọi người gọi như nào. Mà quả này thì khi nào chín ăn rất ngon mọi người ơi. Rất là nhiều này. Bây giờ thì vẫn còn nhỏ. Ui, một cái măng nữa này mọi người. Đúng lúc lại có măng đây. Bình sẽ tiếp tục đào măng nhá. Đây mọi người, mình phát hiện cây rất là to rồi. Đấy. Như này mới là cây to này mọi người ạ.
Đấy mọi người xem, đấy, rất là to luôn. Nặng thế mọi người. Lên đến trên này thì mọc nhiều hơn ở dưới kia. Ui, một cái to kia nữa. Đây, một cái to đấy nữa. Cái này thì bảy mọi người, bởi vì nó mọc cao. Đó. Đây là tất cả số măng mà nãy Bình đào được mọi người nha, cũng khá là nhiều. Bây giờ Bình thử ăn sống một cây xem có đắng không mọi người nha. Sẽ bóc vỏ này. Măng này thì rất là nhiều lông mọi người. Đây lông này mà bám vào người thì cũng khá ngứa đấy mọi người ạ. Mình mời tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình lại quên mang muối ớt rồi, nhưng mà mang muối ớt thì chắc ăn cũng khá ngon đấy mọi người ạ. Mời tất cả mọi người nhá. Nó rất là đắng mọi người ạ. Bởi vì loại này là mang đắng mọi người nhá. Mình sẽ thử một cây to to xem như nào mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ ăn thử cây to to này nhá. Bởi vì cái này phần dài đây chắc là ăn ngon lắm đấy mọi người ạ. Mời tất cả mọi người nhá. Đây thì không đắng mấy mọi người ạ, bởi vì phần già đây, phần non trên này chỉ đắng một phần non mọi người nhá. Rồi mình sẽ ăn thử thế này đó mọi người nhá. Mình thì cũng đào được khá nhiều măng, bây giờ mình sẽ lấy măng đi về nhá. Và video của mình sẽ dừng đây. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhá. Bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nhá. Bye bye.